Đừng bao giờ làm thử điều này trong lốc phút. Thì đây là một người đăng ký may mắn đã like video short trước của mình. Và trong ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cái thử thách mà không nói trước cho bạn đó. Và nếu như bạn này dám làm thì sẽ nhận được các quyền vĩnh viễn. Và các bạn đang xem video, nếu muốn đạt đủ điều kiện để có thể tham gia như bạn này thì các bạn hãy xem video này từ 3 lần trở lên và hãy bấm nút like và đăng ký để YouTube có thể thông báo về cho mình ha. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra một cái thử thách cho bạn này, đó chính là lấy trái xỉn trong kho độ ra và reset. Mình biết đây chính là cái nỗi đau khá là lớn nên là không biết bạn này có dám reset hay không ha. Rồi bạn này lấy trái mochi ra các bạn ơi. Oh my god, để mình xem là bạn này có reset hay không nha. Oh shit, thì ra đây chính là lựa chọn của bạn ấy. Ok, thì giờ bạn này dám bỏ trái mochi của mình nữa là tặng ngay mochi vĩnh viễn cho bạn này luôn. Quá cái chuyện vậy chứ. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký để có thể trở thành người tiếp theo nha.